Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của mình từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình update chương trình công trình của mình ở trên quê nhà anh chị các bạn. Công trình của mình làm từ hôm mình về Việt Nam này mấy tháng trời là làm suốt, lắp được con lộ và đê ở đầu xe rồi. Hoành tráng không hả? Điện nước, internet, mọi thứ đã có ở tàu. Thì hàng rào mặt trước mặt sau. Thì nói chung hôm nay mình chỉ quay update công việc của mình ở quê nhà. Thì gần đây mình cũng có nghe một số anh chị các bạn than phiền với mình là mỗi lần mình like đó thì có anh chị một số anh chị các bạn lấy bản quyền. Thì nói chung lại mình lên trên này là mình chỉ chia sẻ những cái thông điệp về quê hương để chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Đó là ước nguyện và sự mơ ước của mình, không có gì hơn. Chứ mình ở đây mình cũng chẳng có câu like view, câu like câu view gì hết. Và những cái like của mình đó, mình chỉ chia sẻ sao nó thực tế và nó đúng với cái cuộc sống hàng ngày diễn ra để mình cập nhật thông tin mà không có bị những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó lợi dụng, nó mị dân và nó lừa đảo. Cho nên anh chị em các bạn cũng đừng có lấy cái bản quyền rồi ta báo cáo với nhau, rồi khi các bạn báo cáo với nhau rồi kênh của các bạn bị sập và các bạn gặp rắc rối thì tôi cũng thấy nghe thấy buồn. Cho nên mình mong anh chị các bạn lên trên này like của Lợi Minh, các bạn lấy được thì cứ lấy. Mình không có chủ trương lên trên này mở kênh hay là để tìm cái cuộc sống mưu sinh. Nếu các bạn có nhu cầu thì tôi chúc mừng cho các bạn. Và các bạn cứ thoải mái mà lấy like những cái live stream của Lợi Minh. Nhưng mà xin đừng có lấy cái bản quyền và báo cáo nhau, gây ra sự phức tạp cho nhau. Nếu các bạn mà lấy bản quyền các bạn mà báo cáo với nhau đó thì tôi ngồi tôi cũng không nở lòng để nhìn thấy các kênh của các bạn bị sụp. Cho nên nếu các bạn mà báo cáo mà các bạn lấy bản quyền thì tôi sẽ báo cáo lại các bạn. Đấy, tôi sẽ báo cáo lại những người nào mà báo cáo bản quyền á, tại vì tôi là người đứng online. Đấy, tôi có thể chứng nhận cái live stream này của tôi. Cho nên mong các bạn để tôi khó xử khi mà tôi báo cáo lại có thể kênh của các bạn bị sụp. Tại vì tôi chỉ muốn các bạn thấy những gì mình tôi chia sẻ nó có ích lợi, ít nước lợi nhà, và mình cùng chung nhau học hỏi thôi. Đừng có gì những cái sự ích kỷ rồi các bạn lấy bản quyền rồi các bạn báo cáo kênh này kênh kia với nhau, gây ra những cái sự mâu thuẫn, làm mất đi những cái tinh thần đoàn kết dân tộc. Mục đích của anh em chúng ta lên trên mạng này là chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá đất nước, những thành phần như Việt Tân, thằng khùng Trương Quốc Huy, thằng Sơn Lê TV, những cái tổ chức chống cộng của Đào Cơ Minh và của Đào Minh Quân, cái đám cờ vàng ba sọc ở hải ngoại, những thành phần dân chủ cụi. Anh em chúng ta mỗi người góp một tiếng nói bảo vệ sự bình yên của đất nước, bởi vì cái quê hương đất nước này đã biết bao nhiêu người đã hy sinh cho chúng ta có được một cái đất nước như hôm nay. Chào Trần Ngọc, chào quý mạng như các bạn trong diễn đàn. Cho nên đừng vì những cái ích kỷ nhỏ nhoi mà báo cáo với nhau về cái bản quyền rồi gặp khó khăn với nhau. Các bạn cứ từ từ mà kiếm ăn. Người nào kênh của các bạn mà được số view đông thì
kiếm được quảng cáo và có cuộc sống tài chính ổn định thì tôi mừng cho các bạn. Nhưng mà tôi một lần nữa tôi xin các bạn đừng có dùng cái bản quyền rồi báo cáo với nhau, như cái bạn Đặng Nam, cái bạn Đặng Nam có cái đích là năm bé, bạn này lấy cái livestream của tôi rồi bạn lấy bản quyền đấy, xong rồi bạn báo cáo TV sóng ngầm làm cho người ta gặp khó khăn đấy, thành ra mong bạn mình có làm như vậy, là nếu mà tôi báo cáo lại thì bạn sẽ có thể bạn sẽ bị sập qua trên đó, tại vì tôi có đủ khả năng để chứng minh tôi là cái người livestream chứ không phải là bạn, thành ra tôi chỉ góp ý kiến về thôi. Một lần nữa xin chào quý bạn các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye. Ở đây nó đuôi yến mỗi lần mà like con chim yến nó kêu giả, mà nó mở cái mấy cái máy ra nó kêu chí ché cho nên rất là ồn. Quê hương mình đẹp anh chị và bà. Từ một cái đầm lầy mà mình đã làm được như vậy là chị và bà. Ở Việt Nam còn nhiều cơ hội lắm nếu mà biết tận dụng, biết phấn đấu. Tuy rằng đất nước còn có những cái nan đề về trong một cái xã hội, đó cũng là một cái chuyện dĩ nhiên thôi, nhưng mà tôi thấy rằng những lãnh đạo ở trung ương người ta đang làm tốt hơn mỗi ngày anh chị các bạn, đó là điều đáng mừng. Một lần nữa xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye 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 bye.